sao mày thích đâu mày? À, gì? Bình Nhật chơi đâu mày? Chắc Bình Nhật chơi đâu mày? Lâu rồi sao không thấy? Mày nay có chơi đâu, mày nay chơi bị... Nay bị Corona mới chơi lại nè. Giờ mày bị á? Bây giờ mới bị chứ sao? Tao bị lúc lông lắm rồi. Corona là bị gì ta? Bị... Không biết hả? À? Không biết hả? Nhưng mà hỏi cái Corona là cái gì? Corona là gì nữa trời? Mày không biết cái gì vậy? Lông thành cái gì vậy? Nghe mấy mày yên tên bắt cô rồi. Bây giờ do không nghe thấy thấy bệnh này. Nghe thấy dịch tôi cũng quên luôn. Tôi biết Corona ở đây. Gọi ra. Chờ ai á? Đâu, bây giờ tôi cài lại này. Lâu lắm rồi tôi mới vô lại. Chờ Trâm. Chờ Trâm. Ta yêu Trâm cũng thường vậy. Chắc bữa giờ không chơi luôn mà. Chắc là của ta. Chắc là của lên cao thủ rồi kìa. Nhưng mà Chắc là của tao được không? Được. Của mày hết thì ai được lấy đâu. Thế nhưng mà Corona sợ nó không yêu. Mày đâu bị trong đó rồi. Tao sợ là bị Corona chồng. Em mà không bị đen lên của Dương lâu quá mà em thứ tư á uống quá đang chỉnh hết vậy sao mày... lâu rồi bệnh lâu rồi không bệnh chắc không bệnh nhanh không vượt được bây giờ chửi bởi vì bởi có ai đâu tháng mười vô tao theo kín có ai đâu mà mới nhất tay kìa sao con trời ơi con sợ lắm rồi bao nhiêu chế độ gì đây bây giờ ta bắn limit đi limit đi bạn bè chế độ bạn bè cho nào ta vẫn luôn chế độ mình rồi đi chế độ bạn bè. Hôm nay tao mới chơi bữa đầu tiên chơi lại tao biết được. Cú chưa? Nè. Đang kìm bắt xe lên cú chưa? Mày cầm lâu như vậy. Mày không làm thì lúc bắt của mày. Tao bị Corona rồi mày ơi, cứu tao mày ơi. Tao tập kết với tao mày ơi. Ở Việt Nam bị hết rồi mày ơi. Nhưng mà bị nước ngoài giờ cũng bị. Thì tao về là tao đi rồi. Về rồi đi rồi. Tao về rồi. Tao về là tao đi rồi. Về thì hết rồi đi chứ sao. Có ai không? Có ui thằng nào lượt súng của tao rồi. Ui chúng kia màu xanh đẹp thế đấy. Ôi được cái cốt sáu ngon nha. Cho quả súng coi. Mày bị Corona rồi. Mình lây tao. Corona nay lây qua đường internet mà biết là. Ồ có thì xuống đây. Mà sao cái map này nó thấy nó là lạ đấy ạ? Nó là cái này bạn thôi chứ bạn lấy ta bây giờ bạn phải tính rồi. Cái gì? Bạn cái gì tính cơ? Mà này bạn tính tức á, chứ bạn lấy ta thôi. Ờ, beta. Ờ đúng rồi, hồi trước tao chơi bạn beta. Kêu beta.
đâu. Có thằng nào chạy qua nhà đây. Mẹ giật thế, quên chỉnh cốt. Mẹ giật như chó. Mẹ giật như chó vậy á. Boss hay người ấy. Tao giờ mới chơi lại mà. Mày có chết hồi sinh à? Ờ hình như này tao chơi có hồi sinh mày. Là tao chơi chết trong tự nhiên hồi sinh lại. Có hồi sinh à? Mày như chết hết bản đồ mới hồi sinh lại sao á? Tự nhiên à? Chết hồi sinh luôn chứ. Sao hồi nãy tao chơi xong xem đồng đội tao chết xong rồi mới hồi sinh lại. Mày điên à? Ai được chứ mà hồi sinh? Thì nãy tao chơi trận đầu tao biết đó. Cho lên xe đi coi. Thế là phải có một thằng chỗ vừa này mình hồi sinh được. Vừa thằng thì phải đi máy. Đi lửa biết đồ rồi, bây giờ chưa có đồ. Mà thằng thằng người cái này. Đây là không chỗ à? Chỗ. Ê, hai chỗ sau rồi chứ không ngồi được sau á. Mà nó để cái gì á? Xe này lạ quá, mới thấy lần đầu. Má, tao hết đạn rồi mày ơi. Tao hết đạn rồi. Được tí đạn đạn xăng rồi, được hết đạn xăng rồi. Để tao vô nhà tao được hết đạn xăng đó. Mày có đạn đâu mày chơi. Để tao đi vô nhà tao được hết đạn xăng rồi coi. Cốp 6 này, hai là cốp 6 mày, hai cái cốp 6 luôn nè. Ôi, hai cái cốp 6 luôn. Trong này hai cái luôn rồi. Ba cái mà, tao lượm cái rồi. Ôi, bốn cái luôn. Tao lượm có 3. Chạy được bốn cái gì. Ba đạn xăng ở đó ba. Đây, cái đạn xăng đâu. Để ta lượm cốp ra cho này. Hai cái cốp ra này. Rồi ai lấy cốp 6 lại đây. Giờ tao có 3 cái rồi nè. Mày đâu? 3 cái cốp 6 này. Rồi đi nào. Đi nào rồi. Chỗ này lúc hết rồi còn gì lúc nữa. Đi đi chỗ khác lúc đi. Cái gì này tao. Ủa này tao bỏ. Tao bỏ ra thằng nào lượm mà má. Không phải mày hả? Khói rồi. Ở đây tao vẫn còn một cốc 6 nữa, lại tao cho. Thằng mặc áo vàng ở đây cho quả bom nhé. Ui, có tiếng chân chưa rồi.
làm ta hết hồn à? Con ông trời chết mẹ đạn bị bắn đâu rồi. Cây chết mẹ rồi. Cây kìa. Bắn tôi chết khỏe rồi. Bắn ghê quá. Mẹ hết đạn là sao chơi. Ai hồi sinh cho ta đi. Hồi sinh ở đâu? Có đạn đấy, có đạn là giết chết nó rồi. Con người kia. Tao phải ra gặp cô giáo tí đã. Bye bye anh em nhé. Có gì về sau chơi á. Thoát ra. Thoát ra gặp cô giáo đã. Bye bye nhá. Bye bye. Tao thoát ra gặp cô giáo. Cô giáo gọi tao rồi. Chỉ là tí nữa chơi tại giờ cô giáo gọi tao. Không cô giáo phạt. Cô giáo phạt tối trả bài. Cô giáo phạt ghê. Tí nữa.